Rồi hôm nay mình sẽ làm con Future 2014. Thì chú này yêu cầu mình là kiểm tra nồi với lại làm tăng cam. Nồi mình chạy thì thấy yếu, nó hơi rung đầu. Thì mình sẽ kiểm tra các bộ phận giảm chấn, rồi với lại làm bố nồi rồi lại ha. Thì cái combo của mình bữa giờ anh em biết rồi đó, Future 2014 nha. Đèn môi trái tim chia đôi nè, có mặt nạ 2 tầng. Còn 12, 13 thì mặt nạ nó liền với anh em, mặt nạ mua rùa đó. Đó. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe tiếng kêu tăng cam mà mình về làm xe này nha. Rồi, tiêu chờ 2014. Rồi nổ máy nha. Rồi, tiếng này là tiếng kêu tăng cam rồi nha, với lại sinh cam mình nghe cảm giác nó căng, nó hú anh em. Thì mình về mình tháo ra cho anh em coi nha. Có gì mình quay lại cho anh em coi xe này. Thì ngày xưa mình có làm thằng làng tăng cam á, thì sau thời gian có gần tay gần ngày nó lớn lên anh em. Sau thời gian thì mình đã làm ra cái tăng cam VIP này, mình đã làm cho rất là nhiều anh em chạy Grab rồi Ahamo, thì nói chung là những anh em chạy công nghệ rất là ok cho dòng xe này, với lại dòng quay 110 đầu bò vuông. Anh em nào muốn làm thì coi clip mình thì tin tưởng thì xuống làm thôi nha. Bây giờ mình quay cận cảnh lại cho anh em coi ha. Chủ xe đây nha, chủ xe có làm nồi ở Thủ Đức mà cũng mấy năm rồi. Thì ở đây là chủ xe sau khi garanti nó cà lâm quá thì chủ xe yêu cầu mình sấy xúc bắp luôn. Mình có đề nghị sấy xúc bắp đó, chủ xe yêu cầu tháo nồi xúc bắp làm tăng cam. Rồi hôm nay có thằng Bài Long Tứ Tạ Hiền Tạ Đình Phong tới nè. Rồi ai uống cà phê, hôm nay có món mới nha, món mới khai trương, món mới khuyến mãi nè. Trà thơm nè, rồi ghé ghé cà phê muối nè, đó 17 ngàn ha. Ghé ủng hộ em gái này đi. Quay thẩm thẩm. Dạ, bia trà thơm nữa. Đây 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 đây, hút cà rơ. 40 triệu quay. Rồi sau khi tháo nồi ra thì mình kiểm tra cái nha. Rồi bố thì dán bố cước. Bố dáng bố cước bố dài một rồi mình chút nữa mà mình sẽ tán chuông khác rồi thay bố lại cho chú nè, tại xe rung nha. Mở này là kiểm tra tiếp nha. Rồi nồi thì thay bố mới luôn anh em ơi, nãy chạy kỳ lắm anh em ơi. Rồi nói chung là làm full nồi đi, rồi để coi chuồng heo thôi. Chuồng heo này đời này còn 6 river nè, tới 16 là nó còn có 4 river thôi nha. 14 cho nên nó còn 6 river. 16 thì 4 river, 17 là 4 river. Nè, lắc rồi nè. Rồi để chủ xe coi. Rồi chủ xe có làm mình làm luôn. Rồi phần này là nếu mà chủ xe làm thì mình tán river lại nha, rồi thay bố nồi. À. Đóng chốt chuông này ra. Đóng chốt river á, thay chuông khác về có trong. Rồi với lại thằng này thì đi ba càng FCC càng dài ha. Ở đây đã tán bánh lớn vô nè mà không im anh em ơi. Hồi nãy anh em nghe tiếng hú, tiếng nó xào xào rồi bánh đỡ dưới hư luôn rồi. Bánh đỡ dưới mòn anh em ơi, chút nữa mình tháo ra review cho anh em coi nha. Rồi với sấy xúc bắp đó là ok rồi. Vô đó thôi, để kiểm tra lại cho chủ xe thôi. Đây thì ở đây là chủ xe có tán bánh rim quay gì vô nè mà vậy sao được ha. Nè, ở Thủ Đức làm nè, là đưa bánh rim vô mà không có khóa chết vậy nè. Đối với dòng nè mà đưa ra vậy nè là nó chịu vô cái vĩ đề á, cho dòng đề lớn là nó cũng có độ lắc, cho nên là phải khóa chết luôn nha. Mình sẽ tay một cái tăng cam VIP cho chủ xe nè. VIP không có răng nè ha. Ở này vô là coi im hơn ở Thủ Đức không nha. Đó. Là một. Hai là cái bánh su lòng mình thay một cái nè. Rồi bánh suôn. Với lại một cộng sên DD nha anh em. Đó. Ok nha. Rồi bánh đỡ dưới bị mòn nè. Thấy chưa? Bị mòn. 1470 trừ cây Z trừ 900. Bánh vẫn xích cam.
rồi đợi tháo đầu bò ra để mình xé xúc bắp rồi lại, nó là ok rồi. Kiểm tra hết rồi cho chú xem. Rồi thay cái chuông mới, ba càng dài FTC là ok rồi, ba càng dài FTC nha là ok rồi. Chuông cũ của chú xe cũng hơi gờ rồi nè, thì mình tán ra nè anh em ơi. Mình khoan hết mấy cái gờ river mình đóng ra nha. Đó. Đây cũng có hai cọc tròn mà 6 river nè. Đời sau khi giờ led rồi nó không có làm river luôn, khỏi cọc này khỏi khoan lỗ luôn. Chạy ngắt. Cho ba cái gì, cho ba cái con gian ở đây nè. Về chó. Rồi nha anh em ơi. Rồi, giờ là thêm cái river này nữa cho thành 6 river, giờ này có 4 river thôi. Nhìn nha. Cái này là thay ba càng FCC dài vô nè, là ok rồi, chạy phà phà có gì đó. Là cái chảo này xúc bắp hút thì bị rỗ nha. Bị rỗ, còn xúc bắp này là nó bị chèn khối đây nè anh em ơi, nó bị chèn khối lên là nó bị xì xuống bắp là chắc rồi nè, coi kỹ nha. Đó, đó nó bị dít khối vào đó thì mình sẽ cạo khối xấy xuống bắp lại ha. À, cái xuống bắp không mà cái chiêu này của chú Tuấn hay á, nhẹ nhẹ tiến hành xấy xuống bắp vô nha anh em ơi. Cầu bê tông rồi nè. Rồi cạo sạch sẽ nha. Với lại sấy xuống bắp đồ cạo chảo đồ hết rồi mình vô lại nha. Vô đầu lại với gắn tacam vip vô, bánh dưới mình thay vô rồi nè. Đây bánh dưới mình thay vô rồi nè, thấy không? Tán chuồng mới vô nha. Chuồng. Rồi đã tán xong chuồng rồi nè anh em ơi. Đơn giản rồi. Rồi thì đệ tử mình cũng đã gắn xong tăng cam vip rồi nha, vô coi nó im không nha. Thay là đầu cao su 46 gì là thay hết à, cho nó im, bộ phận giảm chấn nó im, ở dưới là thay cái bánh dưới luôn là cái bộ phận giảm chấn nó im rồi, cao su nó im rồi, nó sẽ vô nó sẽ không còn tiếng nó đâu, bao anh em luôn á. Cái này mình gắn cho mấy người chạy ráp chạy rất là ok nha, mấy người chạy công nghệ rồi nè, chạy gần cả năm mà không xi nhê gì hết. Rồi nha, thì mình đã chèn được 6 cái cao su vô nè, nãy cái cọc tròn này không có nè, mình làm cho chèn vô hết luôn nha, rồi làm cho nó giảm chấn tốt là nó sẽ đỡ rung giật nè. Máy river vô lại nha. Như vậy là chuông với bố ba càng mình vô bố hết rồi nè. Rồi xong bộ phận này ha, đó. Rồi chuông heo nè, đế nồi mình đã tán xong rồi nè anh em ơi, đẹp trai. Giờ vô bố nồi đó là xong rồi nha, xong bộ nồi rồi đó, bố nồi thay bố FCC thôi. Rồi nha anh em ơi, vô lò xo lại thôi, lò xo này mình chơi lò xo rim thôi nha. Vô lại nha. À, phần này là ok nha, vậy là vô lại nồi á anh em ơi. Vô lại nha. Cái xe này là làm nồi ha, là tán chuồng heo lại, đi full nồi, đi chuông mới, không? Rồi bốn nồi sau FCC, chuông nồi FCC. Rồi thay tăng cầm vip, sấy xuống bắp lại, rồi chút nó reset cho chủ xe có guarantee nha. Chủ xe cũng vô trong hãng làm thay lồng rồi vệ sinh còn đốt rồi lâu rồi. Nói chung là chiếc xe này về á, anh em phải làm lại cái tăng cam cho nó chuẩn thì anh em chạy mới lâu được nha. Xe này ở ngoài đường á, mình đi là thấy nó lột dên rất là nhiều, phải không? Ta chạy rồi mình nghe cái tiếng lột dên rất quen rồi mình biết. Để ráp vô đây im luôn rồi mình chạy thử cái lúc bình đường ha. Lóc nồi vô lại nha.
rồi, vậy là xong rồi đó. Bắn 4 con thử mà ra. Sau khi xong nổ thử nha. Đó, rồi bật đèn lên đây. Nó nổ không? Đó. Đây đó, nó nổ đó. Bình thường thôi chứ đâu. Nè, nãy nãy hồi nãy nó e dữ lắm nha anh em ơi, hồi nãy nó hú nó gào dữ lắm nè, im giờ im ru luôn. Im hồi nãy chưa? Ổng gần đầu rồi nha. Rồi ok ok ok, để bà đọc cho. Rồi nha, để mình chạy thử nữa là ok nha. Coi nồi có bắt không thôi chứ tăng cam là im rồi đó. Xấy chú bắp lại làm như nó có gam ti anh em ơi, nó đều lại đó. Rồi sau khi xong thì xe đã có gan ti lại nha anh em. Thì mình chạy thử cho anh em coi, mình sẽ kết thúc xe này cho chủ xe về ha. Đó, nổ ok nha. Số đồ qua cũng ngọt ngào. Nồi bắt anh em ơi. Này không phải mình tự khen mình chứ nồi ok đó. Bắt thì mình nói bắt thôi nha anh em. Số đồ qua cũng ngọt ngào rồi đó. Đó về nè. Về số 2 nè. 3 nè, 4 nè. Rồi ok nha, quá ngon. Thì xe này nãy mình làm cái gì thì mình đã trình bày rồi, anh em nào muốn làm thì ghé tiệm mình làm cho nha. Mình chiên cái dầu future này anh em ơi. Rồi nha, xe chạy ổn định rồi, mình kết thúc đi.